Xin chào các bạn đến với video clip tiếp theo của Kevin Don. Thì tôi hôm nay sẽ làm một video clip chia sẻ cho các bạn thông tin về việc Shopify chargeback và cách phòng tránh. Thì đây là một vấn đề mà rất là nhiều anh em làm kinh doanh gặp phải, đặc biệt là làm trên nền tảng Shopify. Vì khi các bạn bị chargeback thì các bạn vừa mất hàng, vừa mất tiền mua hàng, vừa mất chi phí shipping và mất luôn cả chi phí chargeback, coi như là mất cả chì lẫn chài và rất là bực mình. Và gần như tất cả các trường hợp các bạn dispute thì đều thua. Vậy nên là có cách nào để giảm thiểu cái vấn đề chargeback hay không? Thì tôi sẽ chia sẻ trong video clip này. Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh trên nền tảng Shopify thì có một số biện pháp giúp cho các bạn có thể giảm thiểu được cái quá trình giảm thiểu các bạn rủi ro được vấn đề về chargeback này. Thì đầu tiên là biện pháp về kỹ thuật trên nền tảng Shopify. Thì đây là cái Shopify của tôi đang vận hành. Thì đầu tiên á, các bạn cần phải vào Payment. Sau đó các bạn kéo xuống phía dưới á, là có một cái gọi là Payment Capture Method. Thì để tăng cái Conversion Rate, Shopify họ sẽ để là Automatically at Checkout, có nghĩa rằng là khi khách hàng thanh toán là tiền sẽ nhận liền, bạn sẽ nhận được tiền liền. Thì với cách làm này á, nó có một cái rủi ro là nếu như đơn hàng của bạn gặp sự cố và bạn refund ở khách hàng thì bạn mất luôn cái chi phí gọi là transaction fee, nghĩa là Shopify không có refund khoản tiền đó nữa. Vì vậy mình khuyến khích các bạn là nên bật cái tính năng ở thứ hai là automatically when the entire order is fulfilled, có nghĩa rằng là khi khách hàng họ check out thì ngân hàng sẽ authorize cái số tiền đó các bạn, tức là họ sẽ duyệt số tiền nó có đủ trong thẻ của họ không, thẻ có phải thẻ thật, thông tin thật không. Thì khi authorize là tiền nó chưa thực sự ra khỏi thẻ của khách hàng và bạn cũng chưa nhận được tiền. Khi các bạn fulfill order, hoàn thành đơn hàng xong thì hệ thống sẽ tự động fulfill cái order đó và bạn nhận được tiền. Thì như vậy giúp cho bạn có thể có thời gian xem xét được đơn hàng, các bạn có thể tương tác với khách hàng trước khi quyết định có fulfill hay không. Thì bật cái tính năng này lên, nó sẽ có thể làm giảm đi conversion rate một chút ít, nhưng mà ngược lại nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được chi phí và tránh rủi ro về vấn đề chargeback, cũng như các bạn sẽ có được nhiều thời gian hơn tương tác với khách hàng. Đây là một biện pháp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á là các bạn vào Shopify Payment, nếu các bạn đang xài Shopify Payment thì các bạn dùng Manage. Sau đó các bạn kéo xuống phía dưới ở cái phần gọi là Automatically Decline Charge, có nghĩa là mình sẽ từ chối cái vấn đề trả tiền của khách hàng khi hai cái điều kiện này không thỏa đáng, không không thỏa mãn. Có nghĩa là điều kiện thứ nhất á, là khách hàng điền cái thông tin gọi là cái số thẻ CVV, số sau thẻ bị sai. Thì đây là một trong những cái tính năng an toàn để giúp cho cái thẻ của khách hàng được an toàn hơn. Tính năng thứ hai mà nhiều mà Shopify họ không tự động bật lên, có nghĩa là cái postal code này, có nghĩa là cái mã zip code của bưu điện. Thì thường thường bất kỳ cái thẻ nào nó cũng có một cái gọi là shipping address. Thì chúng ta kích hoạt cái này lên, thì người thanh toán họ phải điền đúng cái số zip code của cái thẻ. Thì khi đó cái thông tin nó mới được go through, có nghĩa là bạn mới nhận được tiền. Thì khi bạn kích hoạt cái tính năng này lên, mặc dù chủ thẻ họ điền số zip code không đúng thì họ cũng không thanh toán được đơn hàng. Thì khi các bạn bật về biện pháp kỹ thuật, các bạn bật hai cái tính năng này lên thì nó sẽ giúp cho cái việc là thanh toán nó sẽ trở nên gọi là chặt chẽ hơn một chút. Vấn đề thứ hai nữa là sau khi các bạn nhận được đơn hàng, đúng không, các bạn chỉ authorize cái payment thôi, các bạn chưa thực sự nhận được payment đó. Thì nếu các bạn thấy rằng đơn hàng nó có rủi ro, đơn hàng đó có khả năng là bạn sẽ bị mất hàng hoặc là bị rủi ro sau đó, thì bạn có thể làm một biện pháp thứ hai, tức là tương tác với khách hàng. Thì trong Shopify á, việc tương tác với khách hàng nó khá là đơn giản, nó khá là dễ. Thì ví dụ như các bạn thấy một đơn hàng như này, đúng không, các bạn chỉ việc vô cái đơn hàng sau đó rồi á, các bạn không cần phải đi đâu xa hết, các bạn chỉ việc làm một việc nữa, có nghĩa rằng là các bạn có thể làm một việc là click vào cái email của khách hàng ở đây, thì Shopify nó sẽ mở cho các bạn một cái cửa sổ để chúng ta có thể tương tác với khách hàng. Thì chúng ta có thể hỏi là bạn có thể cung cấp được một vài thông tin về về địa chỉ ship hàng có đúng hay không hay gì đó. Bạn có thể hỏi bất kỳ cái thông tin gì đây, đừng có nói những vấn đề tới vấn đề gian lận hết, tại vì các bạn chưa chắc được là khách hàng này có gian lận hay không. Thì nếu như khách hàng họ trả lời bạn, họ phản hồi lại bạn, có nghĩa là đây là một khách hàng đàng hoàng, tại vì những thông tin email của họ cung cấp là chính xác. Nếu các bạn hỏi thông tin và họ im lặng mà họ không bao giờ trả lời thì cái khả năng cao đơn hàng này có khả năng là bị fraud, có nghĩa là bị gian lận.
không? Thì khi mà các bạn tương tác với khách hàng trước á, thì các bạn cũng có cơ hội để tương tác với họ, hỏi rằng à bạn được mua đơn hàng này phải không, à, số lượng như vậy phải không, màu mè như vậy phải không, bạn có muốn xem hình trước trước khi nhận hàng hay không nhận hàng. Thì khách hàng nếu đó là khách hàng thật thì họ sẽ luôn luôn họ sẽ phản hồi bạn, mà họ sẽ tương tác với bạn, tại vì họ rất thực sự là muốn có đơn hàng đó đó. Thì sau khi mà bạn đã chụp hình gửi khách hàng rồi thì bạn cứ yên tâm ship hàng thôi, đúng không? Thì có một vấn đề nữa là khi các bạn làm Shopify, nhiều bạn làm dropship, thì vấn đề dropship có nghĩa là các bạn không có hàng trong tay, bạn phải ship qua một nhà đối tác thứ ba. Thì có một vấn đề rủi ro lớn nữa mà mình khuyên các bạn nên làm, đó là các bạn hãy mua cái sản phẩm dropship nó về tận tay, chụp hình sản phẩm thiệt để các bạn biết rằng à sản phẩm nó như thế nào, nó có tốt xấu hay là dở như thế nào đó, hoặc là kích thước everything, màu mè, tất cả mọi thứ các bạn nên có sản phẩm trong tay, thì các bạn sẽ có được cái cảm giác về cái sản phẩm đó. Sau đó thì các bạn hãy chụp sản phẩm thật ha, chụp sản phẩm chính xác 100% với những gì bạn bán. Tại vì nếu như website của bạn có hình một kiểu và khách hàng nhận hình một kiểu thì họ sẽ nói rằng à bạn bán đơn hàng không chính xác, mô tả không chính xác, và bạn có thể bị gọi là bị khiếu nại và bạn mất đơn hàng đó. Mình ví dụ ha. Ví dụ như ở Mỹ nó có một trang web, gọi là trong web này bán cũng khá là nhiều hàng đây, và đa số hàng này ship từ Trung Quốc. Thì các bạn thấy cái kệ hàng này ha, nó có tới hơn 2.000 review rồi. Kệ hàng này cực kỳ đẹp, hình chụp cũng rất đẹp. Nhưng mà tại vì hình này là những bức hình này là hình họ chụp, không biết là họ chụp bằng cách gì đó, nhưng mà mình thấy cảm giác như nó hơi bị, không phải là hình, nó không giống sản phẩm thật lắm. Tại vì như các bạn nhìn nè, họ không nói gì về cái sản phẫm, mà nói sản phẩm là chỉ 15 pair shoe storage bench, đúng không? Có nghĩa là cái ghế này ngồi để cất giày, và có tất cả 15 đôi, và họ để đúng 15 đôi ở đây thì hình rất là đẹp. Nhưng mà có một vấn đề các bạn có biết không? Là cái người chụp hình này ăn gian, họ sử dụng những đôi giày này là giày của trẻ em. Thì khi đôi giày của trẻ em thì các bạn họ để một đôi giày trẻ em vô, nó rất là vừa vặn với cái một cái ô này. Và họ không nói gì tới cái vấn đề là giày trẻ em hay gì cả, họ để hình như này rất là gây dễ hiểu lầm đó. Tất cả những hình đó họ để đó, để những hình là để hình rất là đẹp, và hình thì họ chụp rất là đẹp, nhìn rất là đã. Nhưng mà khi á các bạn vô cái review đi, các bạn vô review các bạn xem này, không khách hàng, đặc biệt là những khách hàng mà gọi là một sao á, các bạn chọn những cái review mà gọi là lowest rating á, có những khách hàng họ nhận hàng họ nói là gì, cái kệ này quá nhỏ đó, kệ này quá nhỏ, họ không để được một đôi giày bề ngang giống như hình chụp của sản phẩm. Xong rồi có một khách, có rất là nhiều đó, khách hàng này họ để một đôi giày, họ so sánh là không, đôi giày này không thể nào lọt vào được đây. Có nghĩa là gì, sản phẩm á, nó không giống với mô tả, hình nó không giống mô tả. Thì một số khách hàng dễ tính họ nhận được cái kệ này về, họ ở hơi kệ, họ chấp nhận cái kệ này, họ để giày theo kiểu khác, họ để giày như thế này, họ để giày theo kiểu là đó, họ chấp nhận để giày theo kiểu ngang như thế này đó, và họ không phàn nàn gì thêm. Thì có nhiều trường hợp đó hên, nhưng mà cũng có rất là nhiều khách hàng nói rằng à sản phẩm này mô tả không đúng thực tế, thì lỗi này là lỗi chắc chắn do người bán rồi, và họ đòi yêu cầu refund. Thì lúc đó bạn, trường hợp gọi là hên á, thì bạn phải trả phí shipping để nhận lại đơn hàng này, còn xui á thì bạn mất luôn đơn hàng. Và trường hợp xui nữa, khách hàng không liên lạc với bạn, họ dispute luôn ở ngân hàng, thì bạn vừa mất sản phẩm, vừa mất tiền, và vừa mất phí dispute. Có nghĩa là vì vậy các bạn hãy nhớ nhé, nếu bán hàng dropship thì bạn hãy là người hãy sờ tận tay sản phẩm đó, chụp hình thực tế sản phẩm, chụp càng nhiều càng tốt, từng ngóc ngách, từng góc cạnh, mô tả chi tiết trên title, trên description, everything, để làm cho sản phẩm nó gần với thực tế nhất, để tránh cái việc tranh cãi khi khách hàng nhận hàng. Đó là một trong những cái yếu tố mà mình khuyến khuyến khích các bạn nên làm. Còn một vấn đề nữa mà nó nằm ngoài tầm tay của các bạn, đó là vấn đề handling và shipping. Có nghĩa rằng là gì, khi các bạn làm về dropship thì các bạn vận chuyển hàng hóa các bạn phải đi qua một công ty thứ ba đó, và đặc biệt là những người dropship người ta để tiết kiệm cái chi phí hàng hóa nên bao bì người ta đóng gói cực kỳ tệ. Đặc biệt là mình thấy những mặt hàng nhỏ lẻ người ta không có bỏ trong hộp hết, người ta bỏ vào trong bao ni lông người ta nhét lại xong và ship. Thì cái việc shipping như vậy nó cực kỳ nguy hiểm ở chỗ là hàng hóa nó dễ bị hư hỏng, hoặc là bị rách bao, hoặc là như thế này thế kia, dơ bẩn như thế. Và người dùng khi họ nhận hàng họ có thể phàn nàn là ở hàng này nó bị lỗi hay bị gì đó, và cái rủi ro khả năng mất hàng của bạn là cũng rất là cao. Thì vì vậy mình khuyến khích đó là gì, nếu như các bạn làm shipping, drop shipping hoặc là các bạn tự ship thì các bạn nên đóng gói hàng cực kỳ cẩn thận, đóng trong hộp rõ ràng chút. Tại vì các bạn có thể tốn thêm một chút chi phí về việc vận chuyển, về việc đóng gói, nhưng mà cái tỷ lệ mà khách hàng trả hàng hoặc là tỷ lệ hư hỏng hàng hóa trong vận chuyển nó thấp. Thì khi đó không,
Về business long term thì các bạn sẽ có lợi và các bạn sẽ tiết kiệm được những chi phí về vấn đề gọi là vấn đề khách hàng phàn nàn. Ok. Rồi một vấn đề nữa, các bạn làm dropship thì thường thường các bạn bán ở những thị trường khác thì các bạn ở lệch múi giờ, nhưng mà có một vấn đề các bạn cần phải lưu tâm đó là vấn đề chăm sóc khách hàng. Các bạn cần phải để phone và email rõ ràng trên web, khách hàng có dễ dàng tìm kiếm được. Thì khi đó các bạn khuyến khích khách hàng khi các bạn fulfill một đơn hàng chẳng hạn, thì các bạn trong Shopify nó có tính năng là mình điều chỉnh cái notification email đó, tức là các bạn sẽ viết một vài thông tin là nếu bạn nhận được hàng mà không hài lòng về bất kỳ vấn đề gì thì vui lòng liên hệ tôi vào số điện thoại này hay email này, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết và cho bạn một cái giải pháp tốt nhất chẳng hạn. Thì các bạn khuyến khích khách hàng hãy tương tác với chủ hàng, tương tác với cửa hàng trước khi họ phàn nàn, họ dispute. Thì nếu như các bạn tương tác với khách hàng tốt, số điện thoại và email chăm sóc khách hàng luôn online, trả lời khách hàng trong thời gian dưới 24 giờ, thì bất kỳ một trục trặc nào khách hàng liên lạc với bạn, họ đều nhận được một phản hồi trong một thời gian ngắn, và khi đó thì khả năng chặt bách của các bạn là sẽ thấp hơn. Ha. Một số bạn làm dropship, các bạn cứ nghĩ rằng à thôi cứ để trong web ở đây cho khách hàng tự mua, và mỗi lần khách hàng có phàn nàn dù nhỏ hay dù lớn, khách hàng không thể nào tìm cách liên lạc được với bạn, hoặc là khách hàng liên lạc không được, không có số điện thoại, hoặc là điền vào cái form để liên lạc trên Shopify thì email nó bị lập bị vào spam mà các bạn không trả lời khách hàng đúng hạn. Thì lúc đó biện pháp cuối cùng mà họ cần phải làm là dispute. Thì ở Mỹ các bạn biết rồi đó, ở Mỹ là cái việc mà dispute là khách hàng là thượng đế luôn luôn đúng, thì ngân hàng hoặc là Shopify họ sẽ làm một biện pháp ngay lập tức là họ trả tiền cho người mua cái đã, hạ hồi phân giải. Sau đó các bạn muốn đấu tranh, muốn dispute hay là muốn gì đó thì các bạn sẽ làm việc với ngân hàng, nhưng các bạn không được trực tiếp làm việc với ngân hàng luôn, các bạn phải điền một cái form ở trên Shopify, các bạn điền những thông tin, những câu hỏi mà họ có sẵn, bạn điền thông tin, các bạn cung cấp những bằng chứng, hình chụp sản phẩm, tracking number, everything, tất cả những gì các bạn có, và trong vòng một thời gian tối đa là 75 ngày thì họ sẽ phản hồi lại cho các bạn về cái kết quả của cái case dispute đó. Nếu như các bạn thắng thì các bạn sẽ nhận lại được tiền mà khách hàng. Còn nếu như các bạn thua thì các bạn mất luôn cái tiền hàng và các bạn mất luôn cái phí dispute mà ngân hàng làm cho bạn. Thì để cái việc dispute nó có khả năng thắng hay không thì mình xin thưa với các bạn là có. Ví dụ như đây là cái shop của mình nè. Shop của mình thì hiện tại ở đây nó có khoảng 10 đơn hàng bị chặt back ha. Thì bây giờ mình ví dụ như là bây giờ mình filter là chặt back status là open or submitted, tức là không có đơn hàng nào đang mở hết. Nhưng mà ví dụ như mình chọn cái tính năng là lost đi, có bao nhiêu đơn hàng bị lost, có nghĩa là mình bị gì đây, mình mất tất cả là 8 đơn hàng, hai đơn hàng này mình đã refund cho họ rồi, mình mất 8 đơn hàng ở dưới này, nhưng mà mình won tức là mình đã diffuse mà mình thắng được là bao nhiêu đây, hai đơn hàng, các bạn thấy không, có nghĩa là vẫn có cửa thắng chứ. Ví dụ như mình click vào đơn hàng này 66 đô chẳng hạn, thì đây thông tin là mình thắng được, mình chặt bách họ đã trả lại tiền cho mình không đó, họ trả lại tiền cho mình và họ vẫn có cửa thắng chứ. Rồi đơn hàng này 17, đơn hàng 997, 55 đô thì khách hàng họ vẫn trả lại tiền cho mình, bao gồm cả 15 đô tiền dispute nữa, có nghĩa là mình thắng á thì mình không có mất cái tiền đó, và cái người mua họ sẽ bị mất khoản tiền đó. Có nghĩa là khi các bạn chặt chặt back thì nếu như các bạn tương tác trước với khách hàng, các bạn có bằng chứng là các bạn đã liên lạc với cái người mua trước khi ship hàng, các bạn chụp hình sản phẩm rõ ràng, không gây hiểu lầm, không gây tranh cãi mà không làm cho khách hàng cảm thấy phàn nàn. Việc shipping của các bạn gọi là đóng gói cẩn thận, không làm hàng hóa bị hư hỏng khi vận chuyển. Và các bạn chăm sóc khách hàng tận tình, ngay khi khách hàng nhận được đơn hàng, họ thấy rằng đơn hàng có vấn đề bị lỗi gì đó, họ liên lạc với bạn và bạn trả lời họ ngay lập tức. Bạn có bằng chứng về cái tracking number, bạn có hình chụp trước khi bạn ship hàng và hình chụp sau khi khách hàng nhận đơn hàng đó để so sánh với nhau là việc trước và sau khi đơn hàng, trước và ship và sau khi ship đơn hàng có giống nhau hay không. Thì các bạn có được những thông tin đó trong tay thì các bạn hãy làm gì? Bước cuối cùng là gì? Hãy fight, hãy đấu tranh tới cùng. Và mình chắc chắn rằng là nếu như các bạn làm đúng những bước mà mình hướng dẫn ở trên thì khả năng thắng những đơn hàng chặt bánh của các bạn là có. Ha. Vậy thì mình xin tóm tắt lại là gì? Để giảm thiểu cái khả năng chặt bánh thì đầu tiên các bạn phải kích hoạt tính năng gọi là verify zip code của cái thẻ và cái CVV trên thẻ. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta chỉ authorize khi khách hàng thanh toán đơn hàng mà không nên nhận tiền, không nên capture cái payment đó cho đến khi các bạn tương tác với khách hàng xong, các bạn fulfill đơn hàng thì hệ thống sẽ tự động capture cái payment cho bạn. Phương pháp
Bước thứ hai là các bạn tương tác với khách hàng. Nếu bất kỳ một đơn hàng nào bạn nghi ngờ rằng nó có khả năng bị chặt bách, trên Shopify nó ghi rằng là medium risk hoặc là high risk, thì các bạn tương tác với khách hàng, hãy hỏi những thông tin một cách chung chung để coi khách hàng đó là người thật hay là khách hàng đó là một khách hàng giả. Nếu như họ là người thật thì họ sẽ rất là nhiều khả năng họ sẽ phản hồi lại bạn và họ sẽ tương tác với bạn để đơn hàng có thể thông suốt nhất. Vấn đề thứ ba là các bạn cần phải chụp hình sản phẩm chính xác nhất. Bạn phải là người có hàng trên tay, xác nhận được cái chất lượng sản phẩm, chụp hình rõ ràng và đăng lên website những sản phẩm, những hình ảnh nó gần giống với thực tế nhất để tránh cái trường hợp là khách hàng phàn nàn hàng hóa nhận được và hình trên website nó không tương tương đồng với nhau. Vấn đề thứ tư nữa là shipping. Các bạn bỏ thêm có thể là nửa đô hoặc là một đô gì đó tiền đóng gói hộp đầy đủ rõ ràng không, nhét bong bóng hoặc là nhét những cái vật liệu gọi là bubble bên trong cái thùng hàng để hàng hóa nó không bị hư hỏng, thì các bạn sẽ giảm thiểu được cái quá trình vận chuyển hàng hóa bị hư hỏng và giúp cho các bạn gia tăng được doanh thu. Vấn đề thứ năm là chăm sóc khách hàng, phải có số điện thoại, có email, phải trả lời khách hàng trong 24 tiếng. Nếu mà các bạn trả lời lâu hơn thì khả năng khách hàng sẽ dispute chargeback của các bạn sẽ rất là cao. Và vấn đề thứ năm, vấn đề cuối cùng, vấn đề thứ sáu là nếu như các bạn đã có được những thông tin từ bước 1 tới bước 5 thì các bạn hãy fight, fight, các bạn hãy đấu tranh tới cùng. Các bạn hãy cung cấp tất cả những bằng chứng, tất cả những thông tin các bạn có ở trong cái form dispute chargeback của Shopify. Và chắc chắn rằng nếu như các bạn làm 6 bước như mình gợi ý thì khả năng thành công chargeback của các bạn sẽ rất là cao. Giống như mình vừa mới show cho các bạn, tỷ lệ chargeback của mình thắng là 20%. Thì tức là 8 cái đơn hàng kia là mình chưa có kinh nghiệm là mình bị thua. Nhưng mà những đơn hàng sau này mình có kinh nghiệm rồi và mình bắt đầu thắng. Và sau này cái shop của mình, cái tỷ lệ chặt bách nó rất là thấp. Và chúc các bạn có được công việc kinh doanh thuận lợi và tiếp tục đồng hành chinh chiến trên nền tảng Shopify. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.